Dạ tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình muốn được con xe Win huyền thoại làm video cho anh em xem. Thì anh em nào xem video theo chân tôi thì xem tí chết con xe nào. Đấy, đều được lên một bộ đờ răng. Đấy, tay cầm đờ răng. Bản đồ cái này là nghĩ là thời cổ thôi, không cái này giờ không thấy nè bạn ơi. Đây phần đầu đèn được lên bộ bảo vệ chỗ này. Đã cái này đã chơi xoài ném không bê đâu. Cái này có một con còi ngân nhá, còi ngân đây. Con xe này được được lên một bộ sơn khá chỉ là đặc biệt luôn, đỏ nguyên khối luôn. Đấy. Phần đờ răng này đấy, cặp bạn ơi cho coi cặp lốp đi. Cặp lốp được gọi là mắc huyền thoại leo rú luôn. Lốp này cái là chạy bá thẳng chứ bá nằm cũng ngon. Đó là báo tay Rioma thời cổ đại nhá. U xéo đi gì xéo. Con này cũng được lên lâu rồi, cái là phục vụ đây này. Bên này nữa cái này là công tắc USB này với công tắc đèn sạc điện thoại lên xe. Điện thoại với cái này được nối vào công tắc đèn phải không? Không phải, cái này sạc điện thoại lên xe. Anh cái này là cái gì? Xe cái này có một thời dùng đồng hồ trên xe, đồng hồ cổ rồi nó không còn nữa. Là tập xin nhan là cái zin phải không? Xin nhan zin. Rồi nhìn phần sau xe thì có bô. Bô này là bô từ đồ nhá. Như kiểu mà lấy của bô tâm mốt rồi xong rồi quét lỗ làm lại á. Cặp buộc Unlit. Unlit. Đấy, cặp buộc khá chỉ là mới luôn. Yeah. Rồi, đây thì bên phần đồng hồ thì còn được lắp mấy con vít này. Vít này là gọi là cục sắt di động ấy. Rồi này. Cục vàng cái này này, màu vàng, mà vàng anh ơi, mà vàng. Rồi đây đồng hồ cổ mà nó mất nắp rồi, dư lưa chắc có bột xác nữa đây. Còn một bao tay này, mấy cái đèn thì lại chú nó không cho bạn chìa khóa bạn ơi. Làm sao mà test đèn cho anh em xem đây. Rồi đây đầy vàng này, bên đây con đầy vàng này. Đây là một bộ sơn gọi là sơn đỏ nha, là sơn đỏ son nha. Kín được cái gì ạ? Cặp cuộc này, cuộc Inlit kia. Đấy, anh em nào tham khảo cuộc này thì có 2 triệu mấy thôi à? Cặp này. Rồi sang bên này, con xe này cũng không có đồ nhiều. Xe này có cặp cuộc vàng. Thấy chưa? Cặp má phải không? Là cái gì đây? Phần vàng là phần phanh tiền cảm biệt lên phanh gì à? Phanh đĩa thì cặp phuộc trước thì cặp phuộc zin đây đấy. Đánh nhung nông